công an đứng ngoài bên công an giao thông nữa. Rồi về tới nhà thấy bình tĩnh là chưa. Thôi mệt ghé đó. Mọi người ơi, thì hiện tại giờ cô Lành mới từ ở bên nhà ông Long về, mà cô Lành về là sớm nhất, là không biết là tình hình như thế nào, để cập nhật tình hình cũng như là cảm nghĩ của cô Lành như thế nào, là ngày hôm nay sẽ xảy ra sự việc như thế nào. Cô Lành về mà Hồng Phượng, cô Sáu chưa về nha. Con chào cô Lành. Thì sao mà cô về sớm vậy cô Lành? Thôi ngủ chết. Thì hôm nay là có ai ở trong nhà đó? Thẩm phán, đoàn luật sư, mấy người đại diện. Xong rồi bắt đầu bên luật sư mình, bên luật sư nó, rồi bên đại diện với thẩm phán, công an, phường của mình. Với là có hỗ trợ nhiều lắm. Hai vợ chồng Minh Tế, chị Phương Ăn Lờ, chị Hàng gì đó. Rồi anh Nguyên gì đó. Rồi anh Sang gì đó, tất cả có gom tụ gì đó, mà có anh hai chị ba không có. Anh ba chị ba cũng chuẩn bị lên tới, nhưng mà tôi mệt quá, ngồi đó ngồi chờ lâu thứ bà luôn, thôi đi xuống bây giờ thừa phát lại. Thì là hôm nay là vô chỗ là thừa phát lại. Thừa phát lại, nói là giống như là đồ đạc phải gom lại rồi những cái gì đó phải đóng thùng lại rồi niêm thông tất cả lại, rồi phòng chị Nhung để cho phòng chị Nhung, phòng Hồng Phượng để cho phòng Hồng Phượng. Nghe nói là bên thẩm phán là kêu lên chạy lên trên phòng á, là nhưng là ai có phận sự mới lên, coi như là chị Nhung lên, Hồng Phượng lên, rồi với thẩm phán lên, với luật sư bên mình, luật sư bên nó, Hồng Loan có dẫn lên, là phòng nào của chị Hồng Nhung thì phải để lên, bắt đầu là nó đang thừa phát lại. Thừa phát lại là có nghĩa là những cái đồ của cô Sáu sẽ niêm phong lại. Niêm phong lại. Rồi có chở đi không? Không. Niêm phong lại rồi cô Sáu muốn lấy cái gì đó thì lấy. Muốn lấy cái gì lấy thì bắt đầu là có người ta ở đó, người ta ghi nhận hết, ta ghi những món đồ gì ta ghi nhận hết á. Bên thẩm phán ta ghi nhận lại hết. Thì nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không biết. Thì hồi nãy con thấy cô về, cô cũng rất là bức xúc cái chuyện gì đó thì bước ra nó chửi mình nha, ông nội lên nó hồ cô lên nó chửi, trời đất ơi lành gì chành bồn gì không, chửi la làng lên, nó la làng hết khu vực bên đây nè, còn bên đây thì bên tụi youtuber nó chỉ được theo thôi, nó được theo thôi, mà cô lành đi rồi như tú là tới là bác sĩ rồi đó, chạy theo, trời đất quỷ thần nên giả ơi, ông nội ơi mất cửa luôn. Đó là cái thông tin mới nhất khi mà cô Lành 44 Huế ở nhà của Hồng Loan đi về cô chú chị. Thì giống như những gì mà Biêu Mập hồi sáng cập nhật trước cái khi mà diễn ra cái thừa phát lại trong cái tài sản ngôi nhà của Hồng Loan cô chú chị, thì Biêu Mập hồi sáng phát live stream ở gần nhà Hồng Loan, thì Biêu Mập cũng đã chia sẻ cô chú chị rồi. Cái thành phần hôm nay thì có luật sư bên Hồng Loan, chị Ni, người đại diện pháp lý. Rồi phía bên đối lập thì có cô Sáu, chú Bảy, Hồng Phượng, luật sư của cô Sáu, rồi thẩm phán, thư ký, còn anh Nguyên Vũ, rồi một số người nữa thì cũng đến nhà Hồng Loan để ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan cô chú anh chị ha. Đó là các thông tin những người có mặt trong cái ngôi nhà của Hồng Loan sáng nay. Cái thông tin thứ hai thì những người mà được trực tiếp đi vào thì cô chú anh chị biết là chỉ có những người có liên quan đến vụ việc này thôi, chứ những người khác thì không được vào, không được lên phòng nha. Những người có liên quan giống như là trong cái vụ việc này thì thứ nhất là Hồng Loan nè, thứ hai là chị Ni nè, thứ ba là luật sư của Hồng Loan nè, bên phía đối lập thì có cô Sáu nè, Hồng Phượng nè, luật sư của cô Sáu nè, và chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thì có bên tòa án, thư ký của thẩm phán nè, và thư ký của tòa án nè, đi vào chứng kiến để thừa phát lại những cái tài sản và kiểm tra những cái tài sản của cô Sáu để lại trong ngôi nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hiện nay là Hồng Loan là đứng tên cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị biết khi cố nghệ sĩ Vũ Linh mất thì xảy ra vấn đề tranh chấp, mà lý do tại sao mà cô Sáu không chịu dời đồ đi, thật sự đây là một cái chiêu bài của chú anh chị ha, một cái chiêu bài mà cô Sáu đã lường trước. Và cô Sáu khi mà có cái mâu thuẫn với Hồng Loan và cô Sáu và Hồng Phượng ra ngoài ở đó, thì cô Sáu không đi dọn đồ đi mà để đồ lại, và cô Sáu phát đơn kiện. Mà cô chú anh chị biết khi mà tài sản tranh chấp thì phát đơn kiện thì tài sản tranh chấp, mà tài sản tranh chấp ở đây thì không thể nào thay đổi hiện trạng xê dịch được, và cũng không thể mua bán hay là không thể bất cứ làm cái gì khác,
khi mà tài sản phát sinh tranh chấp. Đó là lý do tại sao mà cô Sáu không chịu dời đồ đi, là cũng có một cái chiến lược để cô Sáu lấy cái cớ trong cái ngôi nhà đó để cô Sáu kiện về vấn đề tranh chấp tài sản và đòi tước bỏ đi cái quyền làm con của Hồng Loan của chúng chị. Mình giả sử trường hợp nếu như trong câu chuyện này mà sau thời gian sau tòa án họ tuyên Hồng Loan thắng kiện thì người ta sẽ ra một cái bản án và người ta thông báo cô Sáu phải dời đồ đi trong thời hạn 5 ngày, 7 ngày hoặc là 10 ngày gì đó, phải trả lại hiện trạng cái ngôi nhà đó cho Hồng Loan. Còn nếu như trường hợp thứ hai mà Hồng Loan thua kiện thì cô Sáu không phải dời đồ đi, mà người dời đồ đi phải là Hồng Loan ha. Cho nên đó cũng là một trong những cái chiêu bài của cô Sáu thực hiện trong cái vụ thưa kiện này để giành lại tài sản của chú anh chị. Nhưng mà mình nghĩ là cái trường hợp thứ hai thì nó rất là thấp, nó không có trường hợp, không có cái câu chuyện mà xảy ra mà Hồng Loan thua kiện trong vấn đề mà tranh chấp tài sản và hủy đi cái quyền làm con của Hồng Loan cô chú anh chị. Cái khả năng mà để cô Sáu thắng kiện là không có luôn cô chú chị ha.